Thân xin kính chào tất cả quý vị đến với Góc MB. Hoa hồng Golden Celebration là một trong những cây hoa hồng David Austin có màu vàng rất xinh và là cây hoa hồng thân thích nhất ở trong vườn. Bông có màu vàng rực rỡ, hoa rất to với những cánh hoa mỏng, mềm và bông có hình dáng như một tách trà. Hoa có mùi thơm ngào ngạt của hương trà, của rượu Sauternes nguyện với mùi dâu tây. Màu sắc của bông tùy thuộc vào thời tiết và thời gian cây nhận được ánh nắng mỗi ngày mà cây có thể cho ra hoa với màu sắc vàng đậm hay là vàng nhạt. Thành thấy hầu như cái bông nào cũng có ít nhất là hai gam màu trở lên. Những màu xen lẫn thường là màu vàng quả mơ, màu hồng cam hay là màu vàng chanh. Không những là màu sắc mà ngay cả phôm hoa cũng khác nhau. Nhiều khi cây cho ra hai cụm hoa cùng lúc mà lại có màu sắc và phôm khác nhau chút như là hai cụm hoa này nè quý vị. Mỗi phôm đều có nét đẹp riêng. Sau 3 năm trồng cây, nếu mình bón phân, tưới nước đầy đủ và phun thuốc phòng ngừa bệnh và thời tiết lại ấm áp thì thường cây cho ra bông rất to và chuẩn phôm. Bông nở lặp lại nhanh và nhiều, và đợt bông nở đầu hè lúc nào cũng đẹp rực rỡ nhất so với những đợt nở kế tiếp trong năm. Năm nay vào đầu xuân, cây Golden Celebration của Thanh cho ra rất là nhiều nụ, mà đáng tiếc là sau hai đợt lạnh đóng băng vào tháng 3 và tháng 4, trên 50 cái nụ của bông đợt đầu tiên bị hư hết. Những nụ bông này nếu mà không bị hư thì Thanh tin chắc là Thanh đã có những clip thâu bông đẹp rực rỡ hơn nữa để cho quý vị ngắm thưởng trong video này. Bụi cây Golden Celebration cành nhánh mọc không có được gọn gàng cho lắm. Nếu mình không cắt tỉa đó là mấy cái cành nhánh mọc đâm chỉ ra tứ phía. Vào giữa hè, bụi cây của nhà Thanh thường mọc ra những cành dài ngoan dài như là những cái chân của con bạch tuộc, là khoảng 7 feet, là 2 mét. Bông hồng các loại nói chung là rất thích nắng. Tuy nói vậy nhưng nếu nắng gắt quá trên 85 độ F hay 29 độ C thì màu bông thường sẽ có màu vàng nhạt và màu phai tàn. Cho nên nếu quý vị ở những vùng có mùa hè nóng gay gắt thì nên trồng cây ở chỗ nhận được nhiều ánh nắng ban mai và nhiều bóng râm vào buổi trưa thì hoa sẽ lâu phai tàn hơn. Thanh ở vùng có khí hậu nóng và ẩm vào mùa hè nên cây hay bị bệnh đốm đen lá. Để cây khỏe và cho ra những bông hoa đẹp thì mình cần phải siêng phun thuốc phòng ngừa bệnh nấm cách mỗi 2 tuần. Cây trồng trên 2 năm nếu mình chăm sóc tốt, cây sẽ phát triển mạnh và rậm rạp. Những cành mọc dài trên 7 feet mình có thể là nương uống những cành này nằm nghiêng trên hàng rào hay là trên một cái cổng thấp. Để nằm nghiêng vậy sẽ kích cành mọc ra thêm nhiều nhánh nhỏ chỉ lên và những nhánh nhỏ này sẽ cho ra nhiều nụ bông. Mình trồng cây và cho leo lên những ban công sau nhà đó quý vị, Thanh thấy rất thơ mộng cho chúng ta ngồi thư giãn, vừa ngắm hoa đẹp, vừa thưởng thức một tách trà thơm.